sau con có muốn có một chiếc mô tô không? Nè, bây giờ con thích chiếc nào trong này con chỉ đi. Về ba xin mẹ. Sáng nay mình cho bé được tham gia một cái ngày Gentleman Ride, thì dịch theo tiếng Việt có nghĩa là lễ hội chạy xe của các quý ông, cái ngày gọi là trên toàn thế giới luôn. Mình sẽ phải diện những bộ suit, những cái bộ thật sự là lịch lãm để ra khí chất của quý ông và sau đó chạy xe diễu hành trên phố. Wow. Thế nào? Con thích cái phong cách nào? Quá trời quá đất nha anh nha. Ngồi nha anh chứ anh Thảo gồng lắm nha. Mày nhìn kìa, nhìn ở kia đó, quá trời xe mô tô luôn thấy chưa? Thì đây là cái niềm đam mê của ba cũng như là giống như các chú này. Thì ngoài mô tô ra thì chúng ta còn có là gì? Còn có thời trang này, còn có văn hóa đi sau của chiếc xe nữa nè. Cô Vi có thấy hôm nay mấy cô chú ăn mặc đẹp không? Khi mà con đi một chiếc xe thì con phải biết là con ăn mặc ra sao, ăn mặc như thế nào, đội nón bảo hiểm gì để cho nó hợp với chiếc xe, đi giày gì. Thế về sau con có muốn có một chiếc mô tô không? Nè, bây giờ con thích chiếc nào trong này con chỉ đi. Về ba xin mẹ. Đây, chứ ba không có tiền mà mua đâu, con cứ chỉ đi, về ba xin mẹ. Nha. Thì con cứ chỉ trước đi, ba mua về trước luôn ba chưng. Có gì ba chạy giúp con cũng được. Không chịu hả? Không chịu hả? Chết cha, khôn quá rồi, không dụ được nữa rồi. Viettel Media, sản xuất và phát hành.